YouTube vừa bật chức năng kiếm tiền, bà Tân Vlog hé lộ số thu nhập khiến ai nghe cũng giật mình. Kênh YouTube đạt 2,2 triệu người theo dõi sau 2 tháng ra mắt. Hiện mức thu nhập của bà Tân là đề tài nhận được rất nhiều quan tâm. Đầu tháng 6 vừa qua, thông tin kênh YouTube của bà Tân Vlog chính thức được bật chức năng kiếm tiền đã nhận về rất nhiều quan tâm. Không lâu sau đó, bà còn nhận nút vàng kênh YouTube khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải trầm trồ. Thời điểm hiện tại không thể phủ nhận sức hút của người phụ nữ gốc Bắc Giang. Kèm với đó, nhiều người tò mò tới mức thu nhập của bà. Cách đây ít giờ, đại diện truyền thông của bà Tân Vlog đã chia sẻ liên quan đến thu nhập. Theo người này, bà Tân đã được YouTube bật chức năng kiếm tiền, nhưng con số kiếm được không khủng như mọi người vẫn nghĩ. Bà Tân không kiếm được nhiều tiền như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nếu kênh của bà Tân ở Mỹ thì con số thu nhập có thể đạt 24.000 đô một tháng. Nhưng khi ở Việt Nam thì chỉ bằng 10-20% con số ước tính. Nếu quy ra tiền Việt, một tháng bà Tân kiếm được từ 70 đến 90 triệu đồng, người này cho hay. Cũng theo đại diện truyền thông của bà Tân Vlog, từ khi được làm quen với YouTube và mạng xã hội, cuộc sống của người phụ nữ gốc Bắc Giang vui vẻ hơn rất nhiều. Với số tiền kiếm được hàng tháng có thể giúp bà trang trải cuộc sống cũng như trả nợ. Tôi cũng đọc qua dòng tâm sự của một YouTuber có tên. Thực ra ai cũng có quan điểm và suy nghĩ riêng của mình. Với bà Tân, việc làm vlog là một thú vui khi tuổi già. Còn nói về việc lợi dụng là không đúng. Cả nhà cùng đoàn kết, làm rồi tất cả cùng hưởng thì không được gọi là lợi dụng, người này cho biết thêm. Khẳng định con số thu nhập không lên tới 100 triệu đồng một tháng, đại diện truyền thông của bà Tân cũng cho biết. Vì chưa đến chu kỳ YouTube trả tiền nên mọi người chưa có kế hoạch ăn mừng. Giám đốc từng hủy hôn Ngọc Lan, bỏ cô gái 40 tuổi ở show hẹn hò, từ chối trả lời lý do thay tên đổi họ nhưng lại lên mạng làm điều này. Thay tên đổi họ khi tham gia show lựa chọn của trái tim, bỏ luôn cô gái 40 tuổi sau khi thấy mặt. Nhưng khi được hỏi về lý do, Đoàn Minh Tài lại từ chối trả lời. Nam diễn viên Đoàn Minh Tài, người đang gây bức xúc trong cộng đồng mạng vì phản ứng bất ngờ ở show hẹn hò lựa chọn của trái tim, có phản ứng khá bất ngờ khi đối mặt với dư luận. Chẳng hiểu vì lý do gì, Đoàn Minh Tài đã lên show lựa chọn trái tim, tìm vợ và còn thay tên đổi họ, che giấu thân phận làm diễn viên của mình. Tại đây, Đoàn Minh Tài giới thiệu anh là giám đốc một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc thành phố. Khi bắt đầu tìm hiểu cô gái nào, Đoàn Minh Tài cũng đưa họ về gặp gia đình. Nếu gia đình không thích cô gái ấy, thì Đoàn Minh Tài sẽ suy nghĩ lại chuyện có nên yêu tiếp hay không. Tiếp đến, Đoàn Minh Tài loại liền hai cô gái trẻ vì lo ngại họ ăn bám mình. Anh còn khẳng định, cô gái 40 tuổi đang là chủ thẩm mỹ viện, chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng buồn cười làm sao, khi vừa thấy mặt cô gái, Đoàn Minh Tài liền thay đổi thái độ. Cuối cùng Đoàn Minh Tài không đến buổi hẹn hò riêng. Cô gái kia cũng biến mất không tung tích. Trong quá khứ, Đoàn Minh Tài cũng từng hủy hôn với diễn viên Ngọc Lan khi đám cưới của hai người sắp diễn ra. Liên lạc với Đoàn Minh Tài về lùm xùm bị chỉ trích ở lựa chọn của trái tim, ban đầu nam diễn viên từ chối trả lời với lý do bận việc. Sau đó Đoàn Minh Tài lại đáp rằng anh từ chối mọi câu hỏi liên quan đến chương trình, bao gồm cả việc thay tên đổi họ, che giấu danh tính ở show cũng như chuyện hành xử kỳ lạ lúc thấy mặt cô gái 40 tuổi. Tiếp đến, Đoàn Minh Tài lại chia sẻ một MV ca nhạc với lời dẫn: "Em đã ưng ai chưa, anh vẫn như lúc xưa, thích ngắm mưa và nằm cắn hộp dưa." Đoàn Minh Tài tỏ ra khá thờ ơ với loạt chỉ trích mà khán giả dành cho anh. Trước đó, Đoàn Minh Tài cũng nhiều lần gây sốc vì loạt phát ngôn động chạm đến Trường Giang Nhã Phương hay đề cập trực tiếp đến chuyện hủy hôn của Ngọc Lan. Hồ Quang Hiếu kể về chuyện yêu một cô gái xinh đẹp ở Dubai và cái kết bị mẹ tát bơm bớp vào mặt. Ban đầu, nhiều người cứ ngỡ Hồ Quang Hiếu đã có tình mới sau chia tay Bảo Anh. Tuy nhiên, cái kết cuối cùng lại khiến dân mạng bật cười. Trên trang cá nhân của mình, Hồ Quang Hiếu gây chú ý với tâm sự sáng sớm. Mình gần đây có quen một cô gái, nói thẳng luôn là xinh, nhà điều kiện, gia đình là chủ một tập đoàn kinh doanh lớn ở Dubai. Quan trọng là nhà bên đấy lại thích mình mới chết, muốn cho con gái của họ lấy mình. Mình thì như các bạn cũng thấy rồi đó, công việc đi hát cũng bình thường thôi, cách xe đi hát thì cũng không cao lắm, chỉ đủ ăn đủ sống. Có đôi khi lại túng thiếu vì phải đầu tư cho MV và sản phẩm. Khổ cái tính, còn thích tự do, nhiều dự định chưa làm hết nên không muốn lấy vợ vội. Ông bố thì cũng muốn nghỉ hưu để con rể sau này kế nghiệp làm chủ doanh nghiệp tập đoàn của công ty ấy. Nhà có độc cô con gái, để mà nói tiền thì mình thích thật, nhưng thích tự làm ra mới quý. Cầm tiền của mình trong tay nó tự tin hơn, đã mang tiếng dựa vào nhà vợ nên mình cũng chưa nhận lời gì cả. Thế nào mà em kia lựa lúc mình uống say, cho vào bẫy nên có bầu, bỏ không bỏ được, đành phải chấp nhận cưới và kế thừa doanh nghiệp tập đoàn của gia đình em ấy.
Bước đầu vào quản lý doanh nghiệp ở Dubai, bao thứ mình phải lo, thời gian đi hát và chạy show cũng không còn được như lúc độc thân. Bù lại nhiều tiền siêu xe mạ vàng, du thuyền máy bay riêng, biệt thự triệu đô đầy đủ cả, không thiếu một thứ gì. Đọc đến đây, nhiều người cứ ngỡ là Hồ Quang Hiếu đã tìm được tình yêu thực sự sau chia tay với Bảo Anh. Tuy nhiên, nam diễn viên lại khiến dân mạng bật cười khi tiếp tục kể, đến ngày cưới lúc đang trao nhẫn thì xảy ra sự cố nghiêm trọng làm đổ vỡ hết mọi thứ. Mẹ mình vào phòng gọi dậy tát bơm bớp vào mặt, kêu đi chùi toilet và giặt đồ, vì cả tuần ở dơ quá không lo dọn phòng, chỉ suốt ngày lo ăn với ngủ. Tâm sự sáng sớm của ca sĩ Hồ Quang Hiếu về việc yêu một cô gái và cái kết. Chia sẻ hài hước của Hồ Quang Hiếu khiến dân mạng bật cười, hài ghê gớm, một câu chuyện thật cảm động, anh nhớ dùng Vim cho sạch nhé, câu chuyện anh hay quá, cốt truyện lôi cuốn người đọc nên làm đạo diễn hay nhà sản xuất gì đó được rồi anh Hiếu ơi. Tâm trạng đang không được vui thì bất ngờ đọc được câu chuyện anh kể, trời đất ơi, thế là từ nãy đến giờ cứ cười suốt, vui quá đi mất, khiếu hài hước của anh lên thêm một bậc rồi. Dân mạng khen Hồ Quang Hiếu hài hước. Sau nhiều năm ở ẩn, nay đã 35 tuổi, Ngân Khánh vẫn đẹp vạn người mê. Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều so với thời kỳ còn hoạt động trong showbiz. Từng là một gương mặt triển vọng của phim truyền hình Việt qua các bộ phim như Gọi Giấc Mơ Về, Tường Vi Cánh Mỏng, Quyến Rũ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngân Khánh quyết định rẽ ngang lấy chồng, đi du học và rời xa ánh hào quang. Ở tuổi 35, cô vẫn khiến người ta trầm trồ vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh cũng như các hoạt động giải trí. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nhan sắc của cô xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều so với thời kỳ còn hoạt động trong showbiz. Trước đây Ngân Khánh không ít lần dính nghiêu án phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt bị biến dạng, nhưng hiện tại dung nhan ấy đã hài hòa hơn, khuôn mặt không còn nhọn hoắt, đặc biệt là chiếc cằm lệch, mà thay vào đó là mọi đường nét đều mềm mại. Từ xưa đến nay Ngân Khánh vẫn được liệt vào danh sách những mỹ nhân của showbiz Việt. Dù không còn tham gia các dự án phim ảnh, nhưng Ngân Khánh vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. Và hầu hết người hâm mộ đều không ngớt lời khen ngợi dành cho nhan sắc của cô. Cô bình luận viết, chị Khánh trẻ mãi thế này, đây đúng là đại mỹ nhân của showbiz Việt. Không trang điểm trong chị thực trẻ trung, xinh đẹp. Dữ dàng mỹ nhân đầy hương sắc, nữ diễn viên sinh năm 1985 có gương mặt nguyên bản đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với các đường nét thanh tú và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Sau gần 5 năm rời xa showbiz, nhiều người tỏ ra bất ngờ với dung mạo hiện tại của cô. Người đẹp gốc Quy Nhơn này được cho là xinh đẹp tươi trẻ hơn thời còn hoạt động nghệ thuật. Cảm giác như thời gian không hề ảnh hưởng gì tới vẻ ngoài của cô. Ở tuổi 35, Ngân Khánh vẫn giữ được nét thanh xuân rạng ngời. Bí quyết làm đẹp của cô đó chính là thoa nước hoa hồng để làm mềm da, kem dưỡng da toàn thân ban đêm và dùng kem chống thâm nhăn vùng mắt, nơi dễ đoán tuổi tác của người phụ nữ nhất. Cô luôn khởi đầu ngày mới bằng việc chạy bộ 30 phút và hít bụng 30 cái, khiến đầu óc thoải mái, minh mẫn và máu huyết lưu thông. Và có lẽ cuộc sống vợ chồng son chưa vướng bận con cái, lại có được người chồng yêu thương chia sẻ nên Ngân Khánh ngày càng thăng hoa trong tình yêu và nhan sắc. Lâm Vĩ Dạ nổi đoá khi Lan Ngọc và Thúy Ngân nhắc tới tình cũ anh Đức. Trong tập 12 Quý Ông Đại Chiến, bốn mỹ nhân Hương Giang, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Lâm Vĩ Dạ cùng mở hội bàn tròn để nói xấu người yêu cũ ngay trên sóng truyền hình. Bước dần tới chặng đường cuối cùng của Quý Ông Đại Chiến mùa 2, dường như các quý cô, ban cố vấn càng muốn bộc lộ bản thân và tính cách của mình nhiều hơn. Đặc biệt đối với nữ diễn viên Lâm Vĩ Dạ, trong tập này, nữ diễn viên hóa thân với hình tượng không thể độc lạ hơn nữa. Xuất hiện với bộ váy xòe cùng với bộ tóc theo hình đôi tai của nhân vật chụp Mickey khiến cho ba mỹ nhân còn lại trong ban cố vấn phải xa lánh. Lần đầu tiên trong chương trình, Lâm Vĩ Dạ phải xuất hiện một mình và không có người đẹp nào dám tới gần. Xuất hiện trong tập 12 của Quý Ông Đại Chiến, Hoa hậu Hương Giang cùng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân liên tục hắt hủi Lâm Vĩ Dạ vì phong cách thời trang không đụng hàng. Muốn trẻ hóa bản thân để có thể đứng cạnh ba mỹ nhân còn lại mà không hề nao núng, nhưng dường như diễn viên Lâm Vĩ Dạ sử dụng vé về tuổi thơ lố thời điểm cho phép. Với hình tượng chụp Mickey, Lâm Vĩ Dạ phải cầu cứu sự trợ giúp của MC Thành Trung để Hương Giang, Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân có thể chấp nhận mình. Chừng ngừng lại đó, cả bốn mỹ nhân Việt còn mở hội bàn tròn để nói xấu người yêu cũ ngay trên sóng truyền hình. Với câu hỏi thử thách đặt ra cho năm chàng trai của chương trình, cách chia tay nào khiến phụ nữ không thể chấp nhận được? Quá hào hứng với câu hỏi được đặt ra, Ninh Dương Lan Ngọc ngay lập tức kể xấu người đàn ông khi chia tay bằng cách im lặng và từ từ biến mất.
Đối với Lan Ngọc, cách chia tay này là một vết thương lòng sâu sắc, luôn theo mãi người phụ nữ, cho dù người con gái ấy có tiếp tục yêu được một người khác đi chăng nữa. Đồng quan điểm với Lan Ngọc, Hoa hậu Hương Giang phải thốt lên, đây là cách chia tay tàn nhẫn nhất là đối phương phải chịu đựng. Từng thành viên của ban cố vấn đều đưa ra những lý lẽ riêng để cho thấy được người đàn ông khi hết yêu phải chọn được cách chia tay văn minh và giảm thiểu sự tổn thương đến mức thấp nhất dành cho người phụ nữ mình từng yêu. Đối với người phụ nữ từng trải như Lâm Vĩ Dạ, cô nàng tự tin nói rằng trước giờ toàn là dạ chia tay người khác không à, ngay lập tức Ninh Dương, Lan Ngọc và Thúy Ngân một lần nữa liên minh để chọc ghẹo người chị đáng yêu. Với phần trả lời của phía bốn mỹ nhân, ban cố vấn trùng khớp rất nhiều năm quý ông tham gia trong tập 12 tuần này. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, năm cực phẩm còn đem đến cho khán giả sự thấu hiểu và khẳng định chắc nịch, phái mạnh cũng phải sâu sắc. Cũng trong tập 12, Lâm Vĩ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều fan nghi ngờ trước độ ngọt ngào của các quý ông. Vì Mai Phương Thúy, Quốc Trường quyết làm điều này mặc fan phản đối. Được Mai Phương Thúy khen bộ đồ đẹp, Quốc Trường quyết định mặc liền 2 ngày, mặc fan đòi đổi bộ khác. Sau bộ phim Về Nhà Đi Con, Quốc Trường trở thành cái tên được cư dân mạng săn đón quan tâm đặc biệt. Mọi động thái của nam diễn viên đều được cư dân mạng theo dõi. Mới đây Quốc Trường bị fan bóc phốt, 2 ngày liền chỉ mặc một chiếc áo phông. Đây là chiếc áo mà Quốc Trường được Mai Phương Thúy khen đẹp. Chính vì lời khen của nàng hậu mà nam diễn viên liên tục diện lại bộ đồ này. Fan đòi Quốc Trường thay áo nhưng nam diễn viên vẫn mặc suốt 2 ngày. Khi fan thắc mắc và đòi thay bộ khác, Quốc Trường liền đáp trả, mặc để biết là chung thủy đó mà. Trước đó, Mai Phương Thúy từng bình luận, bộ này xinh trai này bạn. Và ngay lập tức, Quốc Trường liền đáp, hôm nào dẫn bạn đi mua đồ tư vấn hộ với. Thời gian qua, Quốc Trường và Mai Phương Thúy bị bắt gặp liên tục thả thính nhau trên trang cá nhân. Ngay lập tức, cặp đôi được fan nhiệt tình xe duyên. Quốc Trường đang là hiện tượng được khán giả truyền hình yêu quý qua bộ phim Về Nhà Đi Con. Trước đó, nam diễn viên còn tham gia rất nhiều phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cùng Đường Tội Lỗi, Ngày Hôm Qua, Oan Nghiệt. Không chỉ là một diễn viên điển trai, Quốc Trường còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu chuỗi nhà hàng khắp Bắc Trung và Nam.